thị trường chứng khoán Việt Nam hồi phục ngoạn mục bất chấp dịch Covid-19. Số lượng nhà đầu tư mới tham gia cao kỷ lục, gần 400.000 tài khoản mở mới trong năm, trong khi thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục bùng nổ với mức tăng trưởng 25%. Năm 2020 xác định một số mốc quan trọng khi BBC tổ chức thành công đại hội chi bộ, bầu ra ban chi ủy nhiệm kỳ mới, đồng thời đại hội cổ đông thường niên đã bầu hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2020-2025. BBC ra mắt sản phẩm mới iDeposit và thay thế mới hoàn toàn nền tảng giao dịch trực tuyến với tên gọi BeWise và tiếp tục khẳng định vị thế top 10 doanh nghiệp niêm yết minh bạch và nằm trong top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững. Thưa quý vị, một năm bão tố đã qua đi với rất nhiều sự kiện đáng ghi nhớ. Xin quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình, bởi tiếp theo đây sẽ còn một câu chuyện về BBSC được chuyển tới quý vị thông qua 3 bản tin: bản tin thị trường, bản tin kinh doanh và bản tin văn hóa. Và chúng tôi là Thùy Linh, Xuân Bách của Chuyển động 365 ngày tại BBSC. Năm 2020 dưới tác động của Covid-19, nhiều nền kinh tế trên thế giới đã rơi vào suy thoái. Tuy nhiên, Việt Nam là quốc gia hiếm hoi duy trì GDP tăng trưởng dương với mức tăng 2,91%, dịch bệnh được kiểm soát, bảo đảm kinh tế xã hội. Đóng cửa thị trường phiên ngày 31 tháng 12, VN Index đạt 1.103 điểm, tăng 14,8%. Đáng chú ý, chỉ số HN Index cũng tăng vọt, tăng hơn 98%. Tuy nhiên, nếu xét bình quân cả năm thì VN Index đạt 889 điểm, chỉ bằng 92% và HN Index chỉ đạt 122 điểm, bằng 118% so với thời điểm đầu năm. Năm 2020 đánh dấu số lượng nhà đầu tư mới tham gia thị trường cao kỷ lục với 400.000 tài khoản mở mới, cao gần gấp đôi so với năm 2019. Mặt bằng lãi suất tiết kiệm tiếp tục duy trì ở mức thấp và sức nóng của kênh đầu tư mới cũng thôi thúc nhiều người lần đầu tiên tham gia thị trường. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục có thêm một năm bùng nổ với mức tăng trưởng 25%, đặc biệt là trái phiếu phát hành riêng lẻ. Theo thống kê từ HNX, lũy kế 11 tháng, thị trường đã có 2.311 đợt đăng ký phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, trong đó có 1.970 đợt phát hành thành công, với tổng giá trị phát hành thành công đạt xấp xỉ 350.000 tỷ đồng. Vâng, thưa quý vị, tôi đang đứng tại sàn giao dịch trong phiên cuối cùng của năm với một tâm trạng không thể hào hứng hơn. Và đứng bên cạnh tôi đây là MC Xuân Bách, cũng là một gương mặt rất quen thuộc với công chúng đầu tư qua các bản tin dòng chảy của tiền trên truyền hình Quốc hội. Anh Bách thân mến, năm 2020 vừa qua chúng ta vừa điểm qua lại một số dấu ấn thị trường. Anh có bổ sung thêm điều gì về những dấu ấn này hay không, thưa anh? Vâng, thưa chị Thùy Linh, tôi cũng muốn bổ sung và chia sẻ thêm một điểm nhấn của thị trường trong năm vừa qua, đó là câu chuyện về thị trường khoản phái sinh. Sau 4 năm vận hành, thị trường khoản phái sinh đã đạt được bước tiến vượt bậc trong năm vừa qua. Biến động của thị trường cơ sở dưới sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã giúp cho thị trường khoản phái sinh thu hút được sự quan tâm của dòng tiền và đã liên tục tạo ra các kỷ lục về thanh khoản. Có những phiên trong năm vừa qua chúng ta đã được chứng kiến khối lượng giao dịch trên thị trường khoản phái sinh đạt mức kỷ lục 356.000 hợp đồng. Khối lượng hợp đồng mở mới cũng đạt mức cao xấp xỉ 52.000 tỷ đồng. Không những vậy, chúng ta cũng được chứng kiến khối lượng tài khoản mở mới trên thị trường khoản phái sinh đạt 70.000 tài khoản mở mới. Đây là con số cao nhất trong 4 năm hoạt động. Thực tế thị trường cho thấy nhà đầu tư giờ đây không chỉ tìm đến thị trường khoản phái sinh khi thị trường chứng khoán cơ sở gặp khó khăn và rơi vào xu hướng giảm điểm, mà hiện tại thị trường khoản phái sinh còn tạo ra rất nhiều cơ hội kiếm tiền cho các công ty chứng khoán. Tuy nhiên, chúng tôi muốn nói với quý vị một điều quan trọng hơn rằng cái xu hướng phát triển của thị trường khoản phái sinh sẽ còn rất tiềm năng trong tương lai. Và khi mà thị trường khoản phái sinh có thêm các chỉ số mới cũng như là dòng vốn ngoại chảy vào các quỹ ETF và thị trường phái sinh ngày càng tăng trong thời gian tới. Như phần điểm tin thị trường, chúng ta thấy rằng năm vừa qua có sự bùng nổ của các quỹ đầu tư ETF nội. Vậy theo anh, sự bùng nổ này sẽ có tác động như thế nào tới thị trường chứng khoán nói chung và các công ty chứng khoán nói riêng? Vâng, cùng với biến động của dịch Covid-19, dòng vốn đầu tư toàn cầu cũng có sự dịch chuyển liên tục trong năm vừa qua. Trên thị trường khoán Việt Nam thì xu hướng bán ròng của khối ngoại bắt đầu từ cuối tháng 2 và kéo dài liên tục cho đến cuối năm 2020. Mặc dù với một số thương vụ thỏa thuận lớn như Vinhome hay Masan đã giúp cho giá trị quy mô rút ròng của thị trường khoán Việt Nam giảm đi, tuy nhiên tổng giá trị bán ròng của thị trường khoán Việt Nam trong năm vừa qua cũng lên tới xấp xỉ 15.000 tỷ đồng. Trái ngược với việc bán ròng của các quỹ ngoại đầu tư chủ động, năm 2020 chúng ta lại chứng kiến sự ra đời của hàng loạt các quỹ đầu tư thụ động, đặc biệt là các quỹ ETF nội như SSI AM VN30 hay VFM VN Diamond. Sự ra đời của các quỹ ETF nội nhanh chóng thu hút được hàng ngàn tỷ đồng, trong đó có cả sự tham gia góp vốn của các quỹ đầu tư nước ngoài. Sự ra đời và phát triển của các quỹ ETF nội
không những góp phần gia tăng thanh khoản cho thị trường mà còn tạo ra lợi thế rất lớn cho các công ty chứng khoán như BVSC với vai trò làm AP của các quỹ. Chị Thùy Linh biết không, sẽ là lợi thế hơn cả cho BVSC chúng ta nếu chúng ta vừa làm vai trò AP cho các quỹ mà vừa có thêm hoạt động tự doanh cho trên thị trường khoán phái sinh. Trở lại với câu chuyện về sự thăng hoa của thị trường là nhờ dòng tiền của các nhà đầu tư F0. Vậy theo anh, bước sang năm 2021, dòng tiền F0 có tiếp tục chảy mạnh vào thị trường chứng khoán nữa hay không? Và với một lượng nhà đầu tư F0 cao kỷ lục như vậy, thì liệu có phải tất cả các công ty chứng khoán đều được hưởng lợi và đều tận dụng được cơ hội này không, thưa anh? Vâng, thưa chị Linh, với mức độ hồi phục mạnh mẽ của thị trường chứng khoán và mặt bằng lãi suất duy trì thấp kỷ lục, thì dòng tiền đã chảy mạnh vào kênh đầu tư chứng khoán trong năm vừa qua. Và theo quan điểm của tôi, xu hướng này sẽ còn tiếp tục duy trì ít nhất trong nửa đầu năm 2021. Năm vừa qua cũng chứng kiến sự tham gia với quy mô tham gia lớn chưa từng có trong lịch sử của các nhà đầu tư cá nhân trong nước. Tính đến cuối tháng 12 năm 2020, đã có 400.000 tài khoản mở mới, trong đó 99,7% đến từ các nhà đầu tư cá nhân trong nước, phần còn lại đến từ khối nhà đầu tư tổ chức. Sự tham gia mạnh mẽ của các nhà đầu tư trong nước đã khiến cho thanh khoản của thị trường liên tiếp đạt kỷ lục. Đã có những phiên ghi nhận mức giá trị giao dịch đạt kỷ lục 23.000 tỷ đồng một phiên. Không những vậy, mặt bằng giá trị giao dịch trong tháng 12 cũng liên tiếp duy trì ở mức 10.000 tỷ một phiên. Và chị Linh biết không, chắc chắn đây sẽ là một cơ hội lớn cho khối các công ty chứng khoán. Nhưng miếng bánh sẽ không chia đều cho tất cả. Và tôi cho rằng không phải công ty chứng khoán nào cũng sẽ được hưởng lợi từ cơ hội này. Chỉ những công ty chứng khoán có nguồn vốn dồi dào, có hoạt động tư vấn đầu tư tốt, năng động, hệ thống công nghệ thông tin hiện đại và nhanh chóng áp dụng EKYC thì mới mong tận dụng nhanh được cơ hội này. Vâng, xin cảm ơn anh. Và thưa quý vị, thị trường đã có một năm chao đảo vì Covid-19 nhưng cũng là một năm đầy hứng khởi. Trước những cơ hội và thách thức đó, BVSC đã có một năm như thế nào? Xin mời quý vị cùng đón xem bản tin kinh doanh sau đây. Đại dịch Covid phủ bóng đen u ám toàn cầu, sự ảnh hưởng còn nặng nề gấp nhiều lần so với cuộc khủng hoảng tài chính hơn 10 năm trước đó. Nhưng Covid cũng như một phép thử sức đề kháng của mỗi doanh nghiệp, để mỗi doanh nghiệp buộc phải nỗ lực gia tăng khả năng thích ứng để tồn tại. BVSC cũng không phải là ngoại lệ, khi lần đầu tiên sau rất nhiều năm công ty đã phải công bố lỗ trong quý 1, thời điểm mà dịch bệnh bùng phát lần đầu và bức tranh chung của toàn thị trường là u ám. Trong bối cảnh này, mỗi công ty đều phải có những chọn lựa nhất định, để tồn tại trước tiên rồi mới tính đến câu chuyện phát triển tiếp theo như thế nào. Bằng những biện pháp có tính căn cơ đã giúp BVSC duy trì trạng thái ổn định và khi thị trường có những chuyển biến thuận lợi vào thời điểm dịch bệnh được kiểm soát, kết quả kinh doanh của công ty đã dần chuyển biến tích cực qua từng quý và cán đích thành công. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Môi giới vẫn là hoạt động tuyến đầu khi doanh thu môi giới và doanh thu các hoạt động cho vay và phải thu phục vụ khách hàng chiếm xấp xỉ 68% doanh thu thực hiện toàn công ty. Thanh khoản thị trường tăng là cơ hội để công ty thúc đẩy mảng môi giới. Tuy nhiên, thách thức lớn đến từ cuộc đua miễn giảm phí giao dịch cho khách hàng, đặc biệt là áp lực cạnh tranh đến từ các công ty chứng khoán ngoại có lợi thế vốn rẻ, cung cấp dịch vụ margin với lãi suất cực thấp đã đặt các công ty chứng khoán nói chung và BVSC nói riêng bước vào cục diện cạnh tranh mới gay gắt hơn. Bảng xếp hạng thị phần của HOSE và HNX cho thấy bức tranh rõ nét hơn về sự dịch chuyển này. Trong bối cảnh đó, BVSC với những điểm hạn chế về quy mô vốn và thiếu các sản phẩm phái sinh đã tập trung đẩy mạnh những giải pháp khác để thúc đẩy hoạt động môi giới. Liên tục bổ sung hàng hóa mới cho sản phẩm iBond, chính thức ra mắt iDeposit và nền tảng giao dịch trực tuyến hoàn toàn mới với tên gọi BY, thực hiện chạy các chương trình kích cầu đúng thời điểm như gói margin lãi suất 6,5%, chương trình mừng sinh nhật đón xuân sang và không thể thiếu các chương trình thi đua thúc đẩy đội ngũ môi giới là những giải pháp đồng bộ và mang lại hiệu quả. Doanh thu môi giới năm 2020 đạt 151,3 tỷ đồng, trong đó hai trụ cột chính là phòng giao dịch hội sở và phòng giao dịch 11 Nguyễn Công Trứ đều hoàn thành vượt kế hoạch năm 2020 đề ra ở mức trên 20% và chiếm tỷ trọng 56% doanh thu môi giới toàn công ty. Một số phòng giao dịch khác như Thanh Xuân, Láng Hạ, 174 Lê Hồng Phong mặc dù chưa cán đích thành công nhưng kết quả kinh doanh đều vượt cùng kỳ năm ngoái. Đối với mảng môi giới khách hàng tổ chức, doanh thu phí môi giới còn khá khiêm tốn, chiếm khoảng 13% tỷ trọng toàn công ty. Tuy nhiên, trong năm vừa qua đã thực hiện mở mới 31 tài khoản tổ chức nước ngoài. Riêng phòng khách hàng tổ chức trụ sở đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh khác như mua bán trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi. Với kết quả, doanh thu mảng nghiệp vụ này đạt 155% kế hoạch và tăng 10% so với cùng kỳ. Hoạt động tư vấn vốn là thế mạnh nổi trội của BVSC và tiếp tục là điểm sáng trong năm 2020 vừa qua. Với kết quả doanh thu xấp xỉ 20 tỷ đồng, hoàn thành 178% kế hoạch, trong đó sự tăng trưởng mạnh mẽ đến từ tư vấn chi nhánh với tỷ lệ hoàn thành đạt 257% kế hoạch đề ra.
Điểm đáng ghi nhận là hoạt động tư vấn đã có sự dịch chuyển từ các nghiệp vụ truyền thống như tư vấn cổ phần hóa, thoái vốn, niêm yết sang đẩy mạnh mảng tư vấn thu xếp vốn. Trong năm qua, BVC đã tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị đạt trên 1.200 tỷ đồng. Là mảng chiếm tỷ trọng doanh thu lớn thứ 3 và cũng là mảng hoạt động chịu ảnh hưởng rõ nét nhất bởi COVID-19. Trong quý 1 và đầu quý 2, BVC đã điều chỉnh giảm tỷ trọng đầu tư tự doanh để kiểm soát rủi ro, chuyển nguồn sang các dịch vụ khác như đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, cho vay ký quỹ. Với chiến lược này, hoạt động đầu tư đã cải thiện hiệu quả vào cuối quý 2 và tiếp tục cải thiện trong những quý tiếp theo khi dịch bệnh được kiểm soát. Vâng, thưa quý vị, có lẽ chúng ta đã thật may mắn khi trải qua một năm khó khăn chung của toàn xã hội do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng lại là một năm thăng hoa của thị trường chứng khoán. Và đó chính là sự thuận lợi để chúng ta đạt được những kết quả kinh doanh như vừa qua. Vâng, tôi cũng rất đồng tình với anh Bách. Nhưng thưa quý vị, cơ hội sẽ không chia đều cho tất cả các công ty và may mắn sẽ chỉ đến khi chúng ta có nỗ lực và hành động. Sau đây, xin kính mời quý vị cùng điểm qua các sự kiện và hoạt động tiêu biểu của năm cùng Chuyển động 365 ngày. Ngày 20 tháng 5 năm 2020, Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công với việc thông qua các báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch phương hướng nhiệm vụ của chi bộ giai đoạn 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu ra ban chi ủy nhiệm kỳ mới với 3 đồng chí nhiệm kỳ cũ tái cử và bổ sung mới thêm 2 đồng chí. Ngày 22 tháng 6, Đại hội Cổ đông Thường niên của BVC đã tiến hành bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2020-2025, cũng như thông qua các đề xuất của công ty về việc thành lập 3 ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị, gồm Ủy ban Quản trị Công ty, Thù lao và Bổ nhiệm, Ủy ban Kiểm toán, Ủy ban Quản trị Rủi ro. Với việc thành lập 3 ủy ban này, mô hình quản trị của BVC tiếp tục được kiện toàn dựa trên những thông lệ tốt về quản trị công ty theo chuẩn mực khu vực ASEAN. Song song với việc thành lập các ủy ban trực thuộc, theo nghị quyết Đại hội Cổ đông, công ty đã triển khai nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc hợp nhất các phòng quản lý và hỗ trợ, bao gồm phòng tổng hợp, tài chính kế toán, lưu ký, để quản lý tập trung, đảm bảo tính nhất quán trong công tác điều hành, sự đồng bộ từ định hướng chiến lược đến thực thi giải pháp. 2020 có thể nói là một năm đầy dấu ấn đối với BVC trong mảng phát triển sản phẩm, với sự ra đời của iDeposit giúp khách hàng sinh lời ngay trên tài khoản giao dịch chứng khoán. Với nền tảng giao dịch trực tuyến mới VY đã giúp nhà đầu tư có những quyết định giao dịch thông minh, chính xác và đúng thời điểm nhờ tốc độ cập nhật của hệ thống, tính linh hoạt và khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng. Với tiêu chí thiết kế All-in-One, trải nghiệm cùng VY, khách hàng có thể đặt lệnh ngay trên bảng giá để việc ra quyết định bám sát theo các tín hiệu thị trường. VY cũng giúp khách hàng quản lý tài sản hiệu quả chỉ thông qua một màn hình tổng hợp duy nhất với dữ liệu chứng khoán cập nhật Real-Time. Công tác quản trị nhân sự, tài chính kế toán, pháp chế, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, nghiên cứu, phân tích, phát huy vai trò thúc đẩy các bộ phận kinh doanh, đồng thời củng cố nền tảng quản trị công ty ngày một vững chắc. Đặc biệt, trong năm vừa qua với những biến cố từ Covid đặt ra thách thức trong việc tổ chức lại phương thức hoạt động, phân luồng công việc, xây dựng phương thức làm việc mới trên nền tảng công nghệ trong bối cảnh giãn cách xã hội theo chủ trương của chính phủ để đảm bảo tính ổn định liên tục của dịch vụ khách hàng. Một lần nữa, tái khẳng định tầm quan trọng của công nghệ thông tin nói chung lẫn khả năng thích ứng kịp thời của đội ngũ nhân lực công nghệ thông tin nói riêng của BVC. Năm qua, lần đầu tiên BVC triển khai chương trình Future Broker là một chương trình tuyển dụng và đào tạo quy mô có chiều sâu, kết hợp giữa mô hình đào tạo trên lớp với huấn luyện kèm cặp theo chuẩn khung năng lực ASK, trang bị cho học viên đầy đủ kiến thức, kỹ năng và nhận thức về tầm nhìn và các phẩm chất nghề nghiệp. Chương trình được triển khai tại cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tạo nguồn cung nhân lực được kiểm soát chất lượng từ đầu vào lẫn đầu ra, tạo tiền đề cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo. Thành công của chương trình không chỉ trên phương diện tạo nguồn cung nhân lực cho các phòng giao dịch, mà qua đó, BVC đã xây dựng được một đội ngũ giảng viên nội bộ nòng cốt, được trang bị kỹ năng và phương pháp dẫn giảng bài bản, phục vụ cho các hoạt động đào tạo và phát triển. Năm 2020, năm thứ 2 liên tiếp, BVC được bình chọn trong top 50 doanh nghiệp Việt có thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn và tiếp tục lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh trong top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững do VCCI cùng Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bình chọn. BVC tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp niêm yết minh bạch tiêu biểu trên thị trường với giải thưởng top 10 doanh nghiệp niêm yết nhóm vốn hóa vừa có báo cáo thường niên tốt nhất và top 10 báo cáo phát triển bền vững tốt nhất tại cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết năm 2020 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các sở giao dịch tổ chức. Với vai trò là thành viên của các sở giao dịch, BVC cũng được vinh danh trong top 10 công ty chứng khoán thành viên tiêu biểu trên sàn HNX và thành viên tiêu biểu trong hoạt động thanh toán giao dịch chứng khoán cơ sở do VSD trao tặng. Thưa quý vị,
Chúng ta vừa có những phút trở lại với năm 2020 của BVSC bằng những con số và hình ảnh. Tuy nhiên, sẽ là thiếu sót khi chuyển động 365 ngày chỉ nói về câu chuyện kinh doanh, trong khi bí quyết để mỗi doanh nghiệp làm nên câu chuyện kinh doanh bên cạnh vốn, công nghệ, con người, sự khác biệt sẽ nằm ở một khía cạnh khác mà không dễ lượng hóa. Tiếp theo đây, xin kính mời toàn thể quý vị cùng gặp lại một biên tập viên kỳ cựu của chúng tôi với bản tin văn hóa. Thưa toàn thể quý vị, tôi rất vui được trở lại với bản tin văn hóa năm 2020 của BVSC. Có lẽ là bản tin thị trường và bản tin kinh doanh đã nói quá nhiều về ảnh hưởng của Covid tới hoạt động của các doanh nghiệp. Quả thực là Covid giống như một cú hích để chúng ta học những bài học mới mà trong điều kiện bình thường chưa chắc chúng ta đã học được. Còn nhớ là trong giai đoạn giãn cách xã hội, khẩu hiệu mà chúng ta nghe nhiều nhất đó là yêu nước thì hãy ở yên trong nhà. Và người Việt Nam thì có văn hóa là hàng xóm, tối lửa tắt đèn có nhau. Điều đó không mất đi, nhưng trong giai đoạn Covid được khuyến khích thực hiện theo một cách khác. Khu phố nào hãy ở yên khu phố đó, nhà nào hãy ở yên nhà đó. Trong bối cảnh đó thì mỗi doanh nghiệp và mỗi người lao động cũng cần phải có sự dịch chuyển chính mình để thích nghi với những thay đổi từ bên ngoài. Chúng ta nhớ rằng Covid đã buộc chúng ta phải tổ chức lại công việc, thay đổi cách sắp xếp, phân luồng, giao tiếp, tương tác, giải quyết công việc chỉ đạo hoàn toàn là trên cơ sở các nền tảng ảo, nhưng kết quả cần đạt được phải là thực. Và trong Covid, chúng ta đã thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội ra sao? Chúng ta triển khai duy trì nề nếp trật tự và văn hóa công ty như thế nào? Dành sự động viên quan tâm lẫn nhau ra sao để có thể duy trì được BVSC tiếp tục là một mái nhà hạnh phúc đối với mỗi cán bộ nhân viên? Xin mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi những điểm hoạt động chính sau đây. Thực hiện chủ trương của chính phủ hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người, năm 2020 lần đầu tiên hội nghị người lao động của BVSC được triển khai theo chế độ đại biểu với 29 đại biểu được bầu từ 23 phòng ban tại trụ sở chính và chi nhánh, đại diện cho 250 lao động chính thức của công ty. Hội nghị được tổ chức thông qua kết nối video conference giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện một cách nghiêm túc, đảm bảo quy chế dân chủ cơ sở, đã thông qua các nội dung quan trọng đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động như báo cáo việc sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ công đoàn, việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể và triển khai đối thoại định kỳ. Đã trở thành truyền thống, tháng 11 hàng năm sẽ là những hoạt động tập thể chào mừng sinh nhật công ty. 2020 là một năm khác biệt khi có một giải chạy online được ban chấp hành công đoàn phát động hướng tới thông điệp vì một BVSC thể lực sung sức và cùng hướng tới biển chung ruột thịt. Chương trình đã thu hút 172 cán bộ nhân viên tham gia, trong gần một tháng đạt được 9.416 km, đóng góp trên 94 triệu đồng vào quỹ ủng hộ miền Trung. Song song với giải chạy online,
một giải chạy offline ở quy mô nhỏ hơn do Đoàn Thanh niên phát động với tên gọi Tuổi trẻ BVSC chạy vì miền Trung, hướng tới sự hòa nhập nhân sự mới vào môi trường và văn hóa công ty. Có thể nói, sự chuyển giao các giá trị cốt lõi và văn hóa công ty giữa các thế hệ nhân sự đã góp phần tạo dựng sự phát triển bền vững cho BVSC. Vâng, thưa toàn thể quý vị, khi làm bản tin văn hóa năm nay thì chúng tôi thực sự nhớ về lúc mà mình làm bản tin văn hóa của năm 2019, khi chúng ta có quá nhiều những hình ảnh đẹp và những hoạt động nhân kỷ niệm 20 năm thành lập của BVSC. Có thể nói nếu như ví von câu chuyện làm bản tin năm 2019 giống như việc mô tả một người phụ nữ đã đẹp sẵn rồi, thì năm nay ban đầu chúng tôi có chút lo lắng, băn khoăn. Tuy nhiên lúc này tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc. Nó giống như việc mình nói về một người phụ nữ có thể có cái vẻ ngoài chưa thực sự thu hút, nhưng nếu như chúng ta chịu khó quan sát và nhìn sâu ở bên trong, chúng ta sẽ phát hiện ra những giá trị tiềm ẩn. Thưa quý vị, 2020 đã khép lại và cũng khép lại một năm mà chúng ta tất cả đều phải gia tăng khả năng thích nghi trước những biến đổi không mong muốn. Một năm mà chúng ta phải giao tiếp, xử lý công việc và kết nối với nhau trên các nền tảng công nghệ nhiều hơn, nhưng tính hiệu quả và sự chân thành thì vẫn luôn hiện hữu. Năm qua là Covid-19, những năm tới là một cô nào đó có thể bất ngờ ập đến mà chúng ta không biết. Tuy nhiên, mỗi tổ chức đều có thể có khả năng chủ động ứng phó bằng cách gia tăng khả năng thích nghi, bằng cách duy trì nguồn năng lượng tích cực cũng như là sự đổi mới đến từ mỗi thành viên của tổ chức đó. Và xin được khép lại bản tin văn hóa tại đây. Xin mời quý vị trở lại với trường quay chính của MC Xuân Bách và Thùy Linh. Thưa toàn thể quý vị, Covid-19 mang lại một năm đầy kịch tính, nhưng cũng là một năm BVSC chúng ta phát triển được những sản phẩm giúp khách hàng đa dạng hóa danh mục và tạo nên những trải nghiệm mới cho khách hàng. Trong Covid, chúng ta đã duy trì một chính sách nhân sự ổn định, không những đảm bảo cho người lao động sự an toàn về việc làm, về sức khỏe, sự ổn định về thu nhập, mà còn triển khai được nhiều hoạt động hiệu quả thiết thực cho các mục tiêu phát triển chung và dài hạn. Vâng, thưa toàn thể quý vị, và năm 2020 đã khép lại bằng một đồ thị rất đẹp. Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm 2020, giá cổ phiếu BVS đạt 18.300 đồng một cổ phiếu, tăng giá trị vốn hóa của BVS lên 83% so với cùng kỳ. Bản tin chuyển động 365 ngày tại BVSC xin được kết thúc tại đây. Xin kính chúc toàn thể quý vị khách quý, các cán bộ nhân viên của BVSC cùng gia đình đón một năm mới sức khỏe, hạnh phúc.